Miệt Thử hôm nay, Hiếu Nhi huyện An Minh và hành trình đến địa chỉ đỏ, nghĩa trang liệt sĩ huyện An Minh. Xin chào quý vị và các bạn, đây là nghĩa trang liệt sĩ huyện An Minh, nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ. Và sau đây, xin mời các bạn cùng vào dân hương tại nghĩa trang. Sáng ngày 18 tháng 5 2021, huyện đoàn và nhà thiếu nhi huyện An Minh đã tổ chức hành trình đến địa chỉ đỏ với chủ đề Tự hào tuổi trẻ Việt Nam nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 1941, 15 tháng 5 2021. Hành trình đến địa chỉ đỏ của thiếu nhi huyện An Minh được tổ chức tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, có sự tham gia của cán bộ nhà thiếu nhi huyện và 14 em học sinh là những gương mặt ưu tú đại diện cho thiếu nhi huyện An Minh tham dự vòng chung kết hội thi tìm hiểu kiến thức về truyền thống lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn đội truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được diễn ra tại nhà thiếu nhi tỉnh Kiên Giang vào tháng 6 tới. Được biết, vào ngày 25 tháng 4 vừa qua, nhà thiếu nhi huyện An Minh đã phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo và Hội đồng huyện An Minh tổ chức hội thi cấp huyện với chủ đề Rạng ngời trang sự đội thiếu nhi Kiên Giang vững bước tiến lên đoàn, có sự tham gia của 14 trường khối trung học cơ sở và 21 trường khối tiểu học trên địa bàn huyện An Minh. Kết quả, nhà thiếu nhi huyện đã cho 12 giải khối trung học cơ sở và 17 giải khối tiểu học và chọn đội tuyển 2 trường xuất sắc nhất tham gia hội thi cấp tỉnh. Và tại vòng chung kết cấp tỉnh, các đội tuyển cấp huyện sẽ tham dự hội thi tìm hiểu kiến thức với chủ đề Tuổi nhỏ Kiên Giang tự hào tiếp nối truyền thống anh hùng vững bước tương lai. Em Lê Nguyễn Hoàng Thiên Hạ, lớp 82, trường trung học cơ sở thị trấn thứ 11. Em Nguyễn Thị Thanh Lam, lớp 83, trường trung học cơ sở thị trấn thứ 11. Em Phan Quỳnh Như, học sinh lớp 71, trường trung học cơ sở thị trấn thứ 11. Em Trần Phúc Tiến, lớp 61, trường trung học cơ sở thị trấn thứ 11. Em Thi Như Hơn, lớp 61, trường trung học cơ sở thị trấn thứ 11. Em Phạm Thị Phương Anh, học sinh lớp 83, trường trung học cơ sở thị trấn thứ 11. Em Dương Thị Tuyết Na, học sinh lớp 62, trường trung học cơ sở thị trấn thứ 11. Em Trần Minh Hoài, học sinh lớp 53, trường tiểu học Đông Hòa 2. Em Phạm Thị Ngọc Hân, lớp 491, trường tiểu học Đông Hòa 2. Em Lê Thế Tú, học sinh lớp 593, trường tiểu học Đông Hòa 2. Em Hà Ngọc Trâm, lớp 41, trường tiểu học Đông Hòa 2. Em Bùi Thị Kim Hạnh, lớp 491, trường tiểu học Đông Hòa 2. Em Bùi Ngọc Thảo Nguyên, học sinh lớp 591, trường tiểu học Đông Hòa 2. Em Nguyễn Gia Thịnh, học sinh lớp 493, trường tiểu học Đông Hòa 2.